ai đồng tiền. Cho nên cái câu mà quý thầy nói rằng nghe là ác bạc chi mi rứa tiền, vì tiền mà con người đổ ra điên, tiền tô mặt nạ mà đem ra trắng, mà tiền chục lòng người thẳng quá xiên. Nhiều khi ngồi ghế thầy chùa chứ nhục lắm, Phật tử nó cúng dường. Bởi thầy Quyền Diệu nói đúng, qua tôi nghe thầy Quyền Diệu giảng mà tôi thấm. Thầy Quyền Diệu tội nghiệp nhiều khi ông nói thẳng lắm. Thầy Quyền Diệu ở đâu? Ấn Độ. Ồ, à, bởi vậy từ cái chỗ đó đó là tôi mới xác định cái vấn đề mà thực tế giữa thầy Quyền Diệu với tôi, giữa tôi với thầy Nhật Thường là năm 63 đó, là thầy Quyền Diệu với là thầy Nhật Thường là hai vị tăng đoàn để mà lãnh đạo cái đoàn mà tăng ni sinh trẻ của tôi để mà biểu tình và tranh đấu để mà chống chế độ Ngô Đình Diệm. Thầy biết không, trong cái thời đó đó là thầy Thiên Ân cùng một trường với tôi ở huyện Nghiêm, nó bắn lũng bụng rồi cái là rồi tôi nuôi ở trong bệnh viện Triều Châu ở Chợ Lớn á. Rồi sau đó thầy chết, cho nên thầy Quyền Diệu là coi như là thời đó là coi như là tăng trẻ đấy, với là thầy Nhật Thường. Thầy Nhật Thường á thì ra đời, còn thầy Quyền Diệu thầy bây giờ còn ở bên Ấn Độ đó. Mà tôi trong đó nó cúng dường không bao nhiêu trên chưa có nhân viên 10.000 cho tới 100.000 mà nó vô nó làm bà nội ông nội mình này. Mấy cái thời đó vô là danh sách gia đình dòng họ nó dán hết cả chùa vậy đó. Trong cái thời đó là ông cảm giác á, là lãnh đạo cái đám mà lính này, tiêu ý này kia nọ đó, ông là tiêu ý đó, rồi mới lãnh đạo rồi cái chạy xem mày xe rem mày xe tới nó tông qua cái cửa Việt Nam Quốc tự, rồi là bắn xối xả là bởi vì trong cái lúc đó đó trọng trong châu á là ông đi qua đó nước ngoài rồi đó, rồi ở bên ông qua một quay về để mà tiếp nhận cái lại cái Việt Nam Quốc tự. Tiếp nhận lại Việt Nam Quốc tự thì từ đó đó nó sinh ra đổ máu đưa đến cái chỗ như vậy đó. Cho nên á, giữa ông Tâm Giác và ông Tâm Châu thì trong hai cái ông đó đó là nói về vấn đề mà cái lý lẽ đó là giữa hai cái ông đó là thầy biết không, là nợ máu của đàn na thí chủ. Nhưng mà bây giờ mà lật ngược đó là trong hai cái vấn đề đó đó là ông Tâm Châu á là không biết rằng đời nào và kiếp nào, người cũng như là đời kiếp kiếp trả cái nợ đó, không biết rằng nghĩa là hồi nào mới giải thoát được. Còn ông ngược, nói kìa, tôi không nói kìa. Còn ngược lại đó, lúc tôi chờ là mình chết á. Còn ngược lại đó ông Tâm Châu á, còn ngược lại đó là ông Tâm Giác á, là ông cũng làm được những cái gì cho đạo pháp và dân tộc của đất nước Việt Nam, là bây giờ ông xây dựng, thầy biết không, cái miếng đất của Vĩnh Nghiêm á, là ngày xưa đó là miếng đất sình rồi tâm Giác á mới cho đổ mà đồ kiến tạo lên là cái chùa Vĩnh Nghiêm á, ông Tâm Giác. Rồi đó tôi nghe nói rằng bây giờ tôi mới nghe thôi, chứ còn thật ra cái đó thật hơn thì cái chuyện đó là tôi không có hiểu, không có rành trước.
Bây giờ cái cơ sở của bệnh nghiêm nằm ở đâu, quận 12 hay là ở đâu 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 đó? Ở bên nước ngoài Lò Thiếu á. Hả? Ở Lò Thiếu Nghĩa Trang á, Nghĩa Trang. Ở đâu, nghĩa là vĩ đại lắm thì... Lớn hơn những nghiêm mới cũ nữa mà. Lớn. Là đá con qua từ Tâm Châu, là thầy giáo giờ thầy. Tâm giá. Biết rồi nhưng mà giờ là con thầy Tâm Châu trụ trì. Vậy hả? Nhưng mà Thanh Phong cũng khôn, ông làm vậy nó được lòng hết. Vừa là giữ chùa cho ổng mà vừa là được lòng. Rồi giáo hội mới đưa ông Giác Dũng này vô làm thư ký hội đồng giáo lực. Còn á, còn ông... Còn ông... gì? Đức Nghiệp. Là một cái tên mà bởi vì những cái thế hệ sau này á... Không, tại cụ Đức Nghiệp thì tôi có học với cụ. Còn cá nhân cụ sao thì tôi không biết kiếm. Không, đây tôi nói chỉ cá nhân thôi. Yeah, tôi học với cụ thì ra tôi biết cái học. Tôi không nói cái học mà tôi nói rằng á, Đức Nghiệp á, là cái thời đó đó, mà chắc có lẽ là thầy có thể nói rằng còn... Tôi có nghe nói. Nhỏ bé lắm. Tôi cắt từng phần của bán cái gì quá đạo đó mà. Ừ. Đó tôi có nghe nói đàng hoàng. Trước cái mặt thì sao, sao chuột lại? Không có chuột gì hết chứ. Ông Tâm Giác chọn xe, cán sạch hết, cán đồ. Bởi vì Tàu nó mua. Tàu nó mua, ông Tâm Giác đâu có khe đâu. Đây là tài sản của giáo hội, tài sản của chùa mà. Chọn xe cán, đủ sập hết trơn hết rồi. Thưa kiện đi. Đây là cái tài sản đất đai của chùa. Mấy cái người mà mấy người Hoa, mấy người Tàu đó là coi như là cái người ta mới nói thì nghe nói là trong nội bộ thôi, chứ còn mà dù sao người ta thì không dám nói ra. Cho nên thầy biết không, tôi đi cái chùa chứ tôi có nghe hết đó. Tôi đi chùa này, đi chùa kia, đi chùa nọ, rồi tôi nói chuyện với ông Tâm Châu. Phật tử mà người bác với nhau á, nó nhìn qua nhìn lại với nhau á, là nó biết là con người của tôi là Tâm Châu ghê lắm. Hả, chuyên môn đi chụp mũ người khác. Ông không có đội mũ nhưng ông đi chụp mũ người khác. Hồi đó tôi mới qua người Tâm Châu chụp mũ. Rồi cái thời đó chuyên môn chụp mũ. Cái thời mà ông là viện trưởng viện hóa đạo trụ trì, thần linh ông lên nhiều lắm thầy. Cái đức độ của ông và cái tài năng nó lên dữ lắm thầy. Có cái tướng. Sau khi mà ông đi Ngộ Quốc về ra lại là 100% luôn, coi như là giáo hội từ cái đó đó mà mới chia ra Việt Nam Quốc tự và Ấn Quang đó. Năm 67 đó, nhưng mà chỉ có thằng viện trưởng thì cái đời của sư ông Thiện Hoa là thanh bình nhất ha. Từ trên nó dưới đều kính nể, không ai mà gọi là soi bói. Đúng rồi, chỉ là sư ông Thiện Hoa đó là có gì về. Với ngài Thiện Hoa đó, ngài Thiện Hoa đó là thời đó là tôi làm trong cái đoàn cán bộ của ngài. Lúc đó là ngài là viện trưởng, rồi tôi về Ấn Quang để mà tôi đi công tác từ thiện khắp tỉnh á. Thời đó là ngài Thiện Hoa là coi như là viện trưởng, còn ngài Thanh Từ á là đệ tử của ngài Thiện Hoa, tình nguyện đảm bằng giám đốc của tôi ở Phật học được viện. Cho nên á thầy biết không, thật ra đó cái Phật giáo á, nếu mà cứ hai cái điều mà mình nó khó nói nhất á là tôn giáo và chính trị thì luôn luôn có đối lập. Người đời á, mà người nào khôn ngoan á thì đừng đụng tới hai mặt này, là người khôn ngoan thì mình đã trong cái nội bộ mình biết quá rồi, không thấy không? Người khôn ngoan mà không đụng tới hai mặt, một là tôn giáo, hai là chính trị, là nó an ổn nhất. Vì nói cỡ nào cũng không trúng hết. Vì họ ở ngoài đời họ chỉ nhìn một khía cạnh nào đó thôi, chứ họ đâu có đi sâu vào bên trong. Mà người ngu á, thường ha, kiểu như bây giờ nè, gánh Bồng Lai đó, gánh con Lê Tùng Vân đó, thật chắc mà nói á, chỉ có người ăn không ngồi rồi đó. Những cái người mà mới làm youtuber thông tin bẩn á
thì nó mới đụng tới gánh này, nó kiếm ăn. Chứ còn người trí thức không ai đụng tới chuyện về tôn giáo. Ông nói ông tới bây giờ, chứ ngày mai nè, ngày mai 30 xét xử, cái xét xử cái gì đây? Thì cũng là tuần qua. Cuối tháng 6 là hả? Cuối tháng 6 là ngày mai. Ngày mai. Nhưng mà giờ có nói gì cũng không trúng hết. Nhưng mà bây giờ đó, cái chuyện đó đó, thật ra đó thì không biết rằng nó xét xử rồi nó kết luận ra sao. Bởi vì cái chính quyền của Long An á, rồi và ở trên thành phố á, nó đã nhúng tay vào rồi. Nhưng mà nó xét xử mà không có không có, có cái tội được cái gì hết trọi hết trơn á, thì cái chính quyền thành phố, chính quyền Long An á, mất mặt đối với Sài Gòn, đối với Long An. Cho nên bây giờ cũng rồi đã nó còn đối với cái con Diễm My, chặt con Diễm My nó chửi. Cho nên bây giờ cũng tội là chính quyền với ông Lê Tùng, với gánh ông Lê Tùng Vân bây giờ là gọi là, mình cho là gọi là cá mè một lứa. Nhưng mà đụng chuyện thì chính quyền nó phải mạnh hơn. Chính quyền nó phải mạnh hơn chứ. Mạnh hơn cái chính quyền mà. Ừ. Mà nếu bây giờ mà xử không có tội gì hoặc là cái tội 331 thôi đó. Ừ. Thì chính quyền nó mất mặt lắm. Mà bây giờ phải môi ra mà xử. Nhưng mà bây giờ đã thưa hỏi rằng cái thằng Tuấn gì thằng đó đó, nó cũng lên trên đài nó công bố rằng ông Lê Tùng Vân là có người loạn luôn. Mẹ của thằng đó tức là con đẻ Minh Tùng hả? Con đẻ của ổng. Rồi ổng mới lấy cái đứa con. Nó ngặt vậy nè. Mới đẻ ra cái thằng. Bây giờ tôi nói với nó ngặt vậy nè. Nếu xét ADN á, nó có luật chúng ta muốn xét hồi nào cũng xét. Vậy khổ gì đó. Bây giờ tôi biết rằng chính quyền họ có biết có loạn lên hay không loạn lên mà họ đã biết rồi đó. Mình không biết, cái này là mình không biết, cho nên mình không nói có hay không. Nhưng mà giờ đưa ra đưa cái sao. Ví dụ giờ tôi với ông, tôi thí dụ đi. Nói là ông phải tài cho giống ông đó. Mà bây giờ chừng nào tôi đồng ý, ông đồng ý á, thì mới đi xét ADN được nha. Còn mà có lén mà cắt tóc ông này kia xét để đó thôi chứ không có được quyền à. Ông đưa lên tôi đưa lên ông thơ tôi được à. Ông ấy bây giờ lỡ tôi ông dám là có thể hồi xưa là không biết mẹ tôi với ông có chuyện gì không, ví dụ vậy không. Thì bây giờ đề nghị ba mặt một lời, có người thưa có người đồng ý mới xét được. Hồi ví dụ hồi xưa ông với mẹ tôi thí dụ đó, có chuyện gì đi, mẹ tôi bây giờ mẹ tôi mới có chồng rồi, thấy không? Mà bây giờ ông làm cho nó xào xáo gia đình người ta lên, mẹ tôi nói không à, không có xét à, ông cũng nói không à, mà tôi lén cắt tóc ông, tạm thương ông có quyền thương ngược lại chứ gì xét á. Lúc nào cắt tóc thì phải thống nhất đôi bên thì anh mới thử được. Đúng rồi, mà trong nguyên cái gia đình ông Lê Tùng Vân này nè. Anh lấy tóc rụng ở đâu anh đem đi. Bây giờ nếu nói loạn lưng, nhưng mà trong này có ai thương ông chưa? Yêu cầu một trong những cô gái ở trong gia đình ông Lê Tùng Vân á, họ thưa ra đó trong vòng 5 phút xong rồi. Rồi đó nghĩ còn bây giờ họ trung thủy với nhau mà không biết, họ trung thành với nhau thì mình không có quyền gì bắt ra để thử được. Mình không biết rằng cái mẹ của thằng đó còn sống hay chết không biết nữa. Nếu như mẹ của thằng đó mà nó chết á thì không có phai đao ra được. Nhưng mà mẹ nó còn sống á, thì mà mẹ nó thưa ra đó thì lúc đó là ông không Minh Tùng á lãnh đạo lãnh đủ cả đám không đủ. Minh Tùng thì nó là ông lấy em ổng đẻ ra nó. Thì em mà em ông Lê Tùng Vân là chết rồi, mất em hay là con của ổng gì không? Không em, còn nó nói là con là cái đám sao. Nhưng mà bà cụ chết rồi, nhưng mà bây giờ nếu cần vẫn có thể lấy cái xương cái cốt bà cụ xét được nha. Chứ mà không, nhưng mà bây giờ không ai làm điều đó.
chừng nào mà trong dòng họ con của bà cụ chết nó nhiều lắm, nó có lực của nó hết. Chứ hỏi không, cái xã hội này nếu nó không có lực của nó rồi muốn ghét ai, cái muốn xét ai thì em ai xét hả? Ông hiểu không? Cho nên tôi không có đụng tới vấn đề này. Hồi xưa tôi đụng là tôi đụng với dính lý vụ tôn giáo thôi, còn vấn đề này tôi không bao giờ bàn tới, là tại vì mình nó ngoài cái lĩnh vực chuyện của đạo mình thôi. Còn nếu ông cụ Lê Tường Vân ổng có bao nhiêu vợ cũng không sao đó. Cái thời xưa ổng đang mang đứa giấy tờ 90 rồi, bây giờ đem ra ông xử. Ông chỉ nói một câu thôi, nếu nói tôi vợ con cái đóng xét nghiệm tôi thì bây giờ mấy thầy kiểm tra lại mấy thầy. Cái bộ máy mà làm việc từ trung ương địa phương á, 70-80% là vợ bé vợ nhỏ cả đống rồi, vợ lớn cả đống rồi. Thì ra mấy ông mà bóng lời cái thì mấy ông không ưa đàn bà. Thì ra mấy ông mà tu hành thanh tịnh, mà tu hành thanh tịnh thì nó không có đưa bao nhiêu người vô làm việc trong giáo hội. Bởi vì sao? Nếu đưa mấy ông tu hành thanh tịnh vô làm việc giáo hội á thì nó đâu có lũng đoạn đâu để mà đàn đè đẹp được, ông hiểu không? Biết ông là người ham gái, ham đàn bà, cho nên mới nắm cái tẩy ông á. Mới nói à, ông coi nghe, tôi nghe bữa đó có người kia tố cáo ông á nghe. Ông nghe nói vậy là ông run như cầy sấy rồi phải không? Ông mới làm đó cho tôi nghe. Ông hiểu không? Cho nên á, muốn nắm người vô làm việc á, là phải nắm cái tẩy người ta. Mà thầy chùa thì có gì? Một là mê gái, hai là nhậu nhẹt. Ăn mặn rượu á, nắm hết mấy người thầy chùa mê gái với nhậu nhẹt vô làm việc là cái đạo Phật không có rụng rịch đâu được hết trơn á. Bởi vì sao mấy nhậu nhẹt nó nhìn thấy nó biết nào nhậu nhẹt à? Mê gái nó biết nào mê gái rồi. Mà mày mà không nhậu nhẹt với tao, mày không mê đàn bà giống tao, thì mày mà cà trớn mày nói ra thì tao chụp cho mày cái mũ là mày thông tư nước ngoài, mũ phản quốc cái gì đó, mũ gọi là vô thống nhất, ông hiểu không? Cho nên cách làm việc cái dễ nhất là nắm mấy thằng mà mê, bất cứ mê cái gì vô làm việc là chắc ăn nhất à. Bởi vì nó có cái lỗi, cho nên lúc nào nó cũng sợ người ta phai đau, tao sợ tao tìm hiểu, tao chỉ cái lỗi đó. Cho nên nó phải chìa tìm cái lỗi, nó dằn mặt người ta trước. Tôi nói em nghe đúng không? Thành ra đó, hễ Phật giáo mà nếu lấy tinh thần tỳ ni giới luật làm chánh gốc để tu hành thì nó còn may mắn cho Phật Pháp. Mà lấy cái chức quyền để mà cai trị thì đó là thời buổi Phật Pháp nó suy di thôi. Bằng chứng Phật giáo Tàu, đâu có Phật giáo nào mạnh hơn Phật giáo Tàu. Nếu mà Phật giáo Tàu không mạnh thì làm sao bây giờ cái này hệ phái đại thừa kinh điển hàng khó như vậy. Nhưng mà nó lật cái một suy di không còn gì cả. Thì cái đường đi nước bước của Phật giáo, của người Việt, chứ tôi không nói Phật giáo Việt Nam đó, tôi chỉ trích giáo hội này kia, của Phật giáo người Việt, tương lai cũng đi vào con đường đó thôi. Mà cái điều mà nó tồi tàn nhất á, thay vì nó lũng đoạn từ quốc nội ra quốc ngoại, còn đằng này á, cái thế chính trị nó cho đánh tổng quát rồi nó mới nhắm vào trọng tâm. Cái những kẻ hai mang ở bên quốc ngoại này đó, gọi là hai mang đó, nó mua chùa bấm thầy chùa nhỏ trước từ Việt Nam qua nè, nó dụ các chùa các chiền, nó dụ để nó tìm hiểu. Thật sự mấy thầy chùa mà các chùa bên Mỹ này đâu có nào trình độ bao nhiêu đâu,
đầu là nói ba lía ba láo không à, nhưng mà vậy đó mà Phật tử nó chịu, nó có trình độ nói ngay nó thẳng thì nó không chịu. Ông nói nói ba lía ba láo, nói ông thầy ông thánh thì nó chịu. Bây giờ nói cho tôi mấy người chịu. Ông thấy rõ đó. Cho nên tôi nói sẵn đây, tôi nói chú á, thì vậy mà ai nói gì tôi cũng chịu, anh chửi cha tôi cũng muốn giận. Nếu mà đừng nói tôi lợi dụng Phật tử là tôi cũng chịu là vậy đó, biết không? Tại vì tôi có ý lợi dụng là tôi là đi con đường khác rồi. Nếu mà tôi lợi dụng Phật tử là tôi đi con đường khác rồi, chứ không phải tôi đi con đường này. Thôi gần 8 giờ đi làm việc ông ơi, tôi đi làm, tôi trồng mấy cái quế thêm. Bây giờ quế bán tới 2 mà cũng tiền đâu rồi, cũng tiền. Mà ông thấy ngày hôm qua mình đi mua, mình đi coi thử không, 2-3 cộng thôi mà 2 đồng mấy. Mình bán. Ngày hôm qua thầy cứ bán được, phải nói rằng cắt cổ. Mà mình bán 5 đồng một bao mà mình còn mừng rồi đó. Trời, mà cái rau đó là nó... Ngày hôm qua thầy đưa cái dĩa tôi coi, nó có chừng có 3 cộng. Ba cộng bằng cộng lớn hay cộng nhỏ? Có 3-2 đồng mấy rồi, đó là chưa có... Như vậy mà một pha quế của mình đem ra bán cầu là mấy chục đồng đó. Cho nên á, thầy bán như vậy đó, cho nên mấy cái nhà hàng nó hút. Mà mình bán 5 đồng mà mình mừng rồi đó ông. Ghê vậy à. 5 đồng mình đã mừng rồi, ông nghĩ coi 5 đồng pha quế. Đã mừng thấy bộ nội rồi. Thôi kệ đi. Bởi vậy mới ham trồng. Nói cái mặt đèn chứng minh lòng của tôi. Nhưng mà thầy bán nước hậu địa thôi thầy. Thầy tôi cũng hỏi thật với thầy đó là cái vậy nó có lời không thầy? Thật ra nghĩa là... Thật sự năm nay không có lời. Vì năm nay cái tình hình thời tiết như vậy nó không có lời. Bây giờ tôi không giấu ông nội mà phân thôi là cũng hơn 1.000 đô rồi. Vì mình chơi phân chuồng không là phân con rác không à. Rồi... cái tiền mà đóng mấy cái vàng cho dây leo của nó là không tính vô đó, nhưng mà ý mình tính hết luôn á, thì cũng cả tất cả khoảng hơn 2.000. Nhưng mà rồi mấy cái vàng đó thì mình dùng rất là nhiều năm, còn chục năm. Thứ hai nữa, mấy đó thì thật sự cái dây nó leo mình ăn thì mình cho, còn bán thì được có quế chứ hết thôi. Chứ bây giờ tôi trồng thêm rau dền, bây giờ không găm rau dền ra chứ mồng tơi. Nếu tôi trồng bạc hà thì bạc cải, bạc hà nó rẻ lắm. Nhưng mà giờ để nó chặt làm gì đó, còn cứ ráng dâm ra. Thôi thì cứ lấy công làm lời, chứ thật năm nay là không có lời rồi. Không có lời nhưng mà không coi như không có lỗ là mai đi. Chứ nhiều chỗ á, người ta trồng ta bỏ của. Tại vì bây giờ nước không có xài. Ở đây mình đào cái nước đó, nó có 1.900 nè, chứ không biết Cali đào cái nước á cả chục ngàn đô. Cali à? Ừ, mới tách xích nè, mới tách xả tôi sư đệ tôi á, anh định đào cái nước không? 5.000+. Cho nên có nhiều người ta bỏ của chạy lấy người. Mình nhờ có cây nước này nó đỡ lắm. Nên tôi vì vậy mà tôi liều, tôi không bỏ cuộc. Vì thay vì mình bỏ cuộc, mình mất hết tất cả. Thấy không? Bây giờ tôi không bỏ cuộc, cho nên tôi không mất tất cả mà tôi cũng còn được tất cả. Cho nên tôi nói có mặt này làm chứng là tất cả đồ bán năm nay tôi đều hiến cho từ thiện hết. Đó là nó như vậy chứ tôi không phải là tôi nói tôi tốt. Thay vì mình bỏ cuộc là mình mất hết tất cả. Còn mình không bỏ cuộc thì mình không mất gì hết. Mà mình lại còn được tất cả. Thế thì bây giờ tôi trồng thành phản vậy đó. Năm tới cái chỗ nào đó, nó rụng chỗ đó nó lên nó lại là mình đỡ một mặt rồi. Thứ hai nữa, bây giờ nếu mình bỏ cuộc á, thì mình chán. Mình chán thì đất mình bỏ hoang, cỏ nó lên. Thay vì mình không bỏ cuộc, cho nên mình vừa mình săn sóc, vừa là nhổ cỏ. Đó là trời nói chú nghe đúng không? Đó là mình tinh tấn trong nhà đạo, gọi là chuyên cần đó. Vì lý do đó mà tôi nguyện vậy thôi, chứ tôi không phải tốt lành gì hết trơn.
vì cái rộng của tôi nhìn tôi thấy cái người nghèo càng hạt gạo, cho nên bây giờ từng cộng quế của tôi là từng hạt gạo, tôi thấy vậy mà tôi vui, tôi không có bỏ cuộc. Nhưng mà bây giờ cái công lao và sức lực của thầy làm ra đó thì ở trong cái từ thiện đó thầy có phân chia ra không? Bây giờ nó lỡ rồi chứ không thầy đổ hết cho từ thiện hết, thầy nó cục vốn sao đổ hết cả, nhưng mà nó còn lại cái năm tới nó không có cực. Còn như ông nói cái vàng nó xài mấy năm rồi, những cái chỗ mà mình trồng đó tới tiền cuối cùng á, cuối năm á nó già mình bỏ, thì cái hộ của lên ông tới nó rớt tại chỗ đó, ông biết không? Vì nó không có cỏ, mình trồng cỏ hết rồi, thành ra thôi trên đời này lỡ rồi, thay vì mình mắc trắng tay, mà mình không mắc trắng tay thì bây giờ mình cũng cho hai bàn tay nó trắng đỡ là mấy cái giống mà nó nằm dưới đất á, rồi là mùa này nó mọc lên trở lại là còn lớn, chứ còn nhiều cái thứ nó tiêu luôn, nó tiệt luôn. Thì bây giờ chỉ có những cái giống nó mọc lên năm tới nó mọc trở lại nè, như mồng tơi nè, bạc hà nè, khổ qua nè, nó rớt xuống nó cũng lên nó lại, ớt nè, quế nó cũng lên nhưng mà nó không có nhiều, nhưng mà cuối cùng mình để số giống khác. Năm nay sở dĩ tôi thất bại ớt là tại vì lý do rằng tôi đã học rất nhiều nhưng mà tôi gieo sớm quá, nó thúi nó không có lên, cuối cùng còn nhúm ớt gieo đợt thứ hai nó lên được nhiêu đó đó. Thì mình rút kinh nghiệm, năm tới đừng có ham làm sớm. Đầu tháng 5 năm nay giữa tháng 3 là tôi đã gieo rồi. Đúng rồi. Nghĩa là không, ở trong cái ham đó là nó cũng có cái ham của nó. Ở trong cái ham đó đúng, là bởi vì mình muốn thu hoạch sớm thì đúng mình rồi, bán sớm có để tiền có tiền hơn đó. Đó. Và trong đó nó có cái lòng ham. Năm tới đó, ăn no ngủ kỹ đi. Đầu tháng 5 mà xuống giống. Không, nghĩa là đầu tháng 5 á thì mới tung ra ngoài thị trường, là tung ra ngoài đất á. Còn nằm ở trong nhà, gieo cho nuôi ở trong nhà. Nuôi trong nhà không có chỗ. Chứ còn mà đưa ra ngoài là nó chết không có được. Nghĩa là không phải gieo sớm nhưng mà nuôi ở trong nhà, là bởi vì ở trong nhà nó có không. Dạ, tôi đi tôi xuống nha. Nó không tôi chết. Đi tôi xuống một số cây quế từ trên chậu xuống đất cho nó tốt. 11 giờ tôi đi rồi.